Kính thưa các thầy trong chủ tịch đoàn, kính thưa quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp. Thì rất là may mắn cho tôi là một cái bài báo cáo sau bài báo cáo của thầy Hoàng Anh. Thì hôm nay thì tôi cũng đại diện cho các thầy trong ban biên soạn của quyển hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng. Xin báo cáo tóm tắt những cái điểm chính trong cái hướng dẫn này. Và trong tay của các quý vị đại biểu tham dự hội nghị ngày hôm nay thì đều có cái quyển về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng của người lớn, và đã có cái quyết định của cái hướng dẫn để là ký ngày 20 tháng 11. Và để được có cái quyển hướng dẫn kịp của cái hội nghị VNS thì giáo sư Ngô Kỳ Châu, chủ tịch Hội Việt Nam cũng đã phải rất nỗ lực để cùng với cả Bộ Y tế để đưa ra một cái quyển hướng dẫn rất rất cập nhật để gửi đến quý thầy cô và quý đại biểu. Và hôm nay thì tôi cũng sẽ thay mặt ban soạn thảo để báo cáo về nội dung cũng như là cái quá trình mà soạn thảo. Thì ban soạn thảo của hướng dẫn thì chỉ đạo biên soạn là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, chủ biên là Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, và đồng chủ biên là Giáo sư Tiến sĩ Ngô Quý Châu và Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung. Thì các quý vị đồng nghiệp đều biết về các thầy. Và về ban biên soạn thì ban soạn thảo thì cũng bao gồm các thầy các cô là các bác sĩ đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong về chẩn đoán và điều trị các bệnh lý hô hấp, bệnh lý về truyền nhiễm, bệnh lý về và đặc biệt là trong cái quyển hội thảo này thì chúng tôi có mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh và bác sĩ Nga là ở chuyên khoa về dược, đã có một cái chương về dược lâm sàng. Và qua cái bài báo cáo của Hoàng Anh, chúng ta thấy rằng là bác sĩ chúng ta cũng chưa có thực sự những cái kiến thức kỹ về vấn đề này, và cái này nó cũng là một trong những cái hạn chế khi mà mình thực hành lâm sàng. Có các thầy cô ở bộ môn vi sinh vì cần phải update những cái nghiên cứu vi sinh. Và đây là cái hình ảnh mà chúng tôi chụp lại khi mà các ban soạn thảo làm việc, và có cả buổi gọi là bảo vệ ở hội đồng của Bộ Y tế. Về nội dung của quyển hướng dẫn thì gồm có 6 chương. Chương 1 là về tổng quan, chương 2 là căn nguyên gây bệnh và các phương pháp vi sinh chẩn đoán. Và với quyển hướng dẫn này thì các thầy cũng thấy rằng là các bác sĩ thì rất là thuộc, rất là nhớ về chẩn đoán rồi, cũng như là các phác đồ điều trị. Tuy nhiên là cũng cần bổ sung thêm về hiểu về những cái căn nguyên vi sinh gây bệnh, cũng cần đặc biệt nữa là cái phương pháp vi sinh chẩn đoán. Và một cái chương mà chúng ta thấy cái bài báo cáo của Phó Giáo sư Hoàng Anh là rất rất hấp dẫn, đấy là dược lý lâm sàng, sử dụng kháng sinh hợp lý trong điều trị viêm phổi cộng đồng. Và chương 5 đấy là về điều trị viêm phổi cộng đồng, và chương 6 là phòng bệnh viêm phổi mắc phải cộng đồng. Về phần tổng quan của viêm phổi mắc phải cộng đồng thì cũng có khái niệm của viêm phổi, dịch tễ học viêm phổi mắc phải cộng đồng, tỷ lệ mắc ở thế giới cũng như ở Việt Nam. Mặc dù thì các quý vị biết là cái tỷ lệ mà cái nghiên cứu ở Việt Nam thì cũng còn rất là hạn chế, tuy nhiên các thầy các cô cũng đã đưa vào, trích dẫn vào những cái nghiên cứu và còn rất khiêm tốn. Cũng đề cập đến các yếu tố nguy cơ của viêm phổi, vì cái này là cái mà các bác sĩ lâm sàng chúng ta cũng phải quan tâm đến, vì bệnh nhân vào thì thường là có bệnh nền trên những cái bệnh nhân mà bị viêm phổi, và với viêm phổi và điều trị bệnh nền thì cái tình trạng mức độ nặng nó lại càng nặng nề. Trong phần tổng quan cũng nói đến cái cơ chế bệnh sinh của viêm phổi, về quá trình lây nhiễm, đường lây nhiễm của các tác nhân gây viêm phổi, đường vào từ hô hấp, vào máu và cái cơ quan kế cận, và mô bệnh học trong viêm phổi. Thì đây là toàn bộ cái phần tổng quan trong cái viêm phổi mắc phải cộng đồng. Tiếp đến về phần chương 2, đấy là cái căn nguyên gây bệnh và các phương pháp vi sinh chẩn đoán. Thì có đặc điểm của các căn nguyên gây viêm phổi cộng đồng, trong đó thì có liệt kê cũng có kể đến những cái căn nguyên về vi khuẩn, virus, rồi tình hình kháng thuốc của một số vi khuẩn gây viêm phổi cộng đồng. Và với những cái thông tin này thì các thầy cũng mong rằng là các bác sĩ sẽ có thêm những cái kiến thức, hiểu thêm để mình có cân nhắc khi mà chọn lựa kháng sinh. Rồi cái trong cái phần này thì cũng có một cái phần đặc biệt, đấy là căn nguyên gây viêm phổi mắc phải cộng đồng ở Việt Nam. Như phần trên tôi đã nói rồi, tìm hiểu về căn nguyên vi sinh, các nghiên cứu thì chúng ta còn rất là hạn chế. Tuy nhiên ở trong tài liệu thì cũng đã dẫn chính một vài những cái nghiên cứu của các thầy các cô đưa đến, thì cũng thấy ra là những cái đưa ra được những cái đặc điểm về căn nguyên vi sinh của Việt Nam chúng ta. Ví dụ như là nghiên cứu của bác sĩ Tạ Thị Diệu Ngân, đây là bác sĩ ở chuyên khoa truyền nhiễm, thì thu thập mẫu nghiên cứu của 142 bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng ở tận 3 bệnh viện, tức là bệnh viện truyền nhiễm Trung ương, bệnh viện Đống Đa và bệnh viện Bắc Giang. Thì trong vòng 2 năm mới thu thập được có 142 bệnh nhân, và có
tìm được, tức là có cái kết quả của căn nguyên vi sinh, vì là đây là một cái nghiên cứu đa trung tâm cho nên cái việc tuyển chọn bệnh nhân vào rất là khó khăn, thì cũng và với cái labo là rất có chất lượng cho nên cũng đã đưa ra được cái con số tỷ lệ về vi khuẩn căn nguyên vi sinh ở tại cộng đồng Việt Nam, Mycoplasma pneumoniae rồi Klebsiella pneumoniae và phế cầu, thì đây là những cái con số về nghiên cứu mặc dù là nó rất hạn chế. Rồi nghiên cứu của thầy Phạm Hùng Vân, nghiên cứu của Phạm Thị Liên Hương thì cũng đã đưa ra những cái đặc điểm về căn nguyên vi sinh. Tiếp đến là trong phần chương 2 thì các thầy các cô cũng đã trình bày rất rõ những cái phương pháp vi sinh để chẩn đoán viêm phổi mắc phải cộng đồng, và đặc biệt nữa là chọn lựa cái xét nghiệm dựa trên đặc điểm bệnh nhân. Và ở đây thì trên thực hành lâm sàng thì cũng thấy rằng là không khuyến cáo làm các xét nghiệm tìm căn nguyên vi sinh ở những cái bệnh nhân viêm phổi cộng đồng mức độ nhẹ mà không phải điều nhập viện nội trú. Và ở đây chúng ta chỉ đề cập khi mà làm căn nguyên vi sinh khi mà những cái bệnh nhân nhập viện thôi, thì cái này cũng cái mà giúp cho các bác sĩ chúng ta định hướng trên lâm sàng. Và các kỹ thuật xét nghiệm thì ở đây các thầy các cô cũng trình bày rất rõ, đấy là chúng ta phải lưu ý làm chuẩn hóa những cái công tác về mặt lâm sàng. Ví dụ cấy máu thì phải trước khi dùng kháng sinh, rồi khi nhiệt độ mà trên 38 độ rồi, đặc biệt là cái kỹ thuật lấy máu thì phải số lượng ml máu cũng như là lấy máu ở các vị trí, thường là lấy ở hai tay ở người lớn. Và bệnh phẩm ở đờm thì tối thiểu là 1 đến 2 ml. Chúng ta cứ nói là cấy đờm không ra vi khuẩn, nhưng mà mình cũng không đảm bảo về cái số lượng cũng như là chất lượng đờm, thì nó cũng sẽ không đảm bảo được cái việc mà chúng ta tìm thấy căn nguyên vi sinh. Và ở đây cũng nói rõ đấy là gì, cái việc mà chúng ta lấy đờm nhưng mà phải chuyển đến phòng vi sinh trong vòng 2 tiếng thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái chất lượng tìm được cái căn nguyên vi sinh. Rồi kết quả nuôi cấy đờm thì được viên giải, thì ở đây cũng nói rằng là các labo vi sinh thì phải tìm thấy cái mối liên quan giữa mức độ vi khuẩn mọc, rồi liên quan đến cái kết quả nhuộm gram, và đặc biệt là phải phù hợp với lâm sàng. Vì rõ ràng có rất nhiều trường hợp mà lâm sàng chúng ta tìm thấy những cái vi khuẩn đa kháng, nhưng mà tình trạng lâm sàng chúng ta điều trị kháng sinh kinh nghiệm thì lại đáp ứng, thì cái này là trong khuyến cáo cũng ghi rõ. Rồi tác nhân virus vi khuẩn không điển hình thì cũng đề cập những cái phương pháp tiếp cận về nuôi cấy, rồi test nhanh và làm PCR. Về xét nghiệm kháng sinh đồ thì cũng nói rõ, đấy là gồm kháng sinh đồ định tính, kháng sinh đồ định lượng để đánh giá cái vi khuẩn nhạy cảm, đề kháng trung gian, rồi đề kháng các kháng sinh. Và khi không có kết quả vi sinh hoặc kết quả âm tính chẩn đoán vi sinh thì cũng khuyến cáo dựa vào cái tình hình dịch tễ, mức độ nặng của viêm phổi cơ địa, tức là cái phân tầng yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân để mình định hướng cái căn nguyên vi sinh. Và trong cái phần về chương 2 này thì các thầy các cô cũng đưa đến những cái tác nhân thường gặp của viêm phổi mắc phải cộng đồng, những cái tác nhân mà những cái vi khuẩn trên những cái cơ địa của bệnh nhân, và một số những cái yếu tố nguy cơ liên quan đến căn nguyên vi sinh. Thì cái đấy là những cái bảng tổng kết ở trong cái quyển guideline hướng dẫn. Phần chương 3 đấy là chẩn đoán về viêm phổi mắc phải cộng đồng, thì cũng có những cái mục như là chẩn đoán xác định dựa vào các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, và ở đây cũng nói đến cái việc là các triệu chứng lâm sàng thì biểu hiện từ mức độ nhẹ đến mức độ nặng. Chẩn đoán mức độ nặng là áp dụng các thang điểm. Cái này là các cũng mong muốn rằng là với cái hướng dẫn thì các bác sĩ chúng ta ngoài cái việc chẩn đoán là viêm phổi rồi thì đánh giá mức độ nặng để giúp cho việc tiên lượng, phân loại mức độ nặng bệnh nhân, chọn các phác đồ kháng sinh và đặc biệt là tiên lượng ở bệnh nhân. Rồi chẩn đoán phân biệt, chẩn đoán biến chứng. Và ở trong guideline cũng có nói đề cập đến một số thể viêm phổi đặc biệt, viêm phổi do tụ cầu, do Klebsiella pneumoniae ở trên những cái cơ địa đặc biệt, rồi do nhiễm khuẩn trừ khuẩn mù xanh, rồi Whitmore, và những cái viêm phổi ở người suy giảm miễn dịch. Thì đây là những cái thể lâm sàng trong hướng dẫn để giúp cho các bác sĩ lâm sàng mình chúng ta có thêm kinh nghiệm để điều trị. Trong phần chẩn đoán cũng đánh giá, tức là mình cũng khuyến cáo đánh giá cái vi sinh trên bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng ở ngoại trú, ở nội trú và ở điều trị tích cực. Đây là những cái điều ghi nhớ mà các bác sĩ lâm sàng chúng ta chú ý khi mà chẩn đoán những cái căn nguyên vi sinh. Về chương 4, đấy là dược lý lâm sàng sử dụng kháng sinh hợp lý trong điều trị viêm phổi cộng đồng. Và cái này là cái mà mong muốn, cái này là cái mà mới nhất, và tất cả những cái điều mà Phó Giáo sư Hoàng Anh đã trình bày rồi, chúng ta thấy rằng là rõ ràng trong kiến thức của các bác sĩ chúng ta là chưa đầy đủ hiểu biết về những cái dược lý lâm sàng, đặc biệt là ở trong kháng sinh, cái vũ khí đầu tay trong điều trị nhiễm khuẩn.
Thì cũng với những cái các bác sĩ phải quan tâm đấy là lựa chọn phác đồ điều trị kháng sinh như thế nào, tối ưu hóa liều kháng sinh, và ở đây chúng ta phải quan tâm đến dược động học, dược lực học. Và trong này thì thầy Hoàng Anh với cả các thầy các cô dược lý cũng đã dành rất nhiều thời gian để trình bày rất là kỹ cái phần này. Và với cái việc mà các kháng sinh được chia làm 3 nhóm thì các bác sĩ sẽ phải chỉ định như thế nào để đảm bảo tối đa cái hiệu quả điều trị, rồi chế độ liều cần hiệu chỉnh dựa vào trên cơ địa người bệnh. Và trong này thì trong cái chương này cũng đã trình bày rất rõ những cái phân loại kháng sinh theo đặc điểm dược động học, dược lực học và đề xuất chiến lược tối ưu liều. Và cái này nó giống như là cái quyển cầm nang khi mà các bác sĩ kê cho bệnh nhân những cái đơn thuốc thì cũng sẽ có thể tra cứu. Rồi hướng dẫn chuyển đường tiêm thành đường uống, lúc nãy thầy Hoàng Anh cũng đã nói rồi, chúng ta phải cân nhắc vì có rất nhiều những cái lợi ích khi mà chúng ta bệnh nhân đạt hiệu quả, chúng ta sẽ chuyển từ đường tiêm xuống đường uống, và cũng đã có những cái hướng dẫn cụ thể. Về trong chương 5 đấy là điều trị viêm phổi cộng đồng thì cũng đã có mục tiêu điều trị, những cái khuyến cáo, những cái nguyên tắc của điều trị kháng sinh các thầy đã đưa ra, những cái phác đồ điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm, theo từng nhóm mức độ nặng thì trong bảng của cuốn hướng dẫn là cũng có đầy đủ. Và đặc biệt nữa là có những cái phần bổ sung những cái thuốc điều trị theo căn nguyên gây bệnh đối với trường hợp vi khuẩn điển hình, rồi vi khuẩn không điển hình, trực khuẩn Whitmore, về thời gian pha tấn công, pha thải sạch và viêm phổi do virus cúm. Thì đây là cái phần mà để trong thực hành lâm sàng chúng ta khi mà có kháng sinh đồ, chúng ta sẽ cân nhắc để cái việc mà mình chọn lựa kháng sinh. Trong cái phần điều trị này cũng đã có đề cập đến những cái liều đường dùng và chỉnh liều. Rồi thì có cái bảng hướng dẫn xử trí nếu mà trong trường hợp mà sử dụng phác đồ điều trị kháng sinh nhưng mà không có đáp ứng, thì đây là những cái hướng dẫn nó rất rất là lâm sàng để cho các bác sĩ khi lâm sàng, khi chúng ta đã điều trị theo kháng sinh kinh nghiệm rồi, dùng đã quan tâm đến PKPD rồi nhưng mà tình trạng nó không cải thiện, thì cái này là chúng tôi cũng thấy rằng là nó rất hữu ích trên thực tế lâm sàng. Rồi đưa ra những cái tiêu chuẩn khi mà bệnh nhân ra viện. Về chương 6 là có phòng bệnh về viêm phổi mắc phải cộng đồng thì cũng đã trình bày những cái nội dung về giáo dục sức khỏe, những cái đối tượng mà có yếu tố nguy cơ, mà các bác sĩ ngoài cái việc mà chúng ta điều trị xong cái đợt viêm phổi cộng đồng này thì chúng ta phải tư vấn giáo dục cho bệnh nhân như nào để người ta phòng những cái đợt tiếp theo, đặc biệt là ở cái nhóm bệnh nhân mãn tính thì chúng ta sẽ phải tư vấn cho bệnh nhân tiêm vaccine cúm, vaccine phế cầu, rồi thì có những cái tư vấn về tư vấn và điều trị nghiện thuốc lá, vân vân, và những cái phương pháp mà giáo dục sức khỏe chung khác. Và với cái quyển hướng dẫn, với cái nội dung mà tôi, với cái thời lượng mà không cho phép nhiều, thì tôi cũng tóm tắt với cái nội dung như vậy, và cũng hy vọng của các thầy cô trong ban soạn thảo là mang đến một cái tài liệu chuyên môn hướng dẫn chính thức của Bộ Y tế để các bác sĩ có thể sử dụng trên thực hành lâm sàng của mình. Và với cái 73 tài liệu trong tham khảo trong cái quyển hướng dẫn đấy, là nó đã chứng tỏ những cái công sức của các thầy các cô trong ban soạn thảo để có một cái quyển tài liệu hướng dẫn chuyên môn cho các bác sĩ chuyên ngành. Và phần trình bày của tôi đến đây là hết, xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu. Cảm ơn phần trình bày của Phó Giáo sư Phan Thu Phương.